nhằm đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh du lịch cộng đồng, nông nghiệp nông thôn tỉnh Thái Nguyên, xây dựng các tour, tuyến du lịch, hoàn thiện phát triển điểm đến du lịch cộng đồng, nông nghiệp nông thôn. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình Farm Trip, liên kết giới thiệu, phát triển điểm đến du lịch cộng đồng, nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ ngày 6 tháng 12 năm 2023 đến ngày 7 tháng 12 năm 2023. Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp lữ hành có uy tín, thế mạnh hoạt động trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, nông nghiệp nông thôn các tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận Thái Nguyên. Một số chuyên gia, nhà khoa học am hiểu, có kinh nghiệm trong xây dựng phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, nông nghiệp nông thôn, các doanh nghiệp, điểm đến du lịch trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị truyền thông, báo chí trong và ngoài tỉnh. Đoàn khảo sát đến với Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Kẹp, La Bằng mới được thành lập từ tháng 4 năm 2023, gồm 8 thành viên với lĩnh vực hoạt động là kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, dịch vụ ăn uống du lịch cộng đồng. Hiện nay, Hợp tác xã có 4 nhà hàng phục vụ ăn uống cùng cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch. Tham gia cung cấp dịch vụ tại điểm du lịch cộng đồng xóm Tân Sơn là các hộ gia đình cá nhân trong xóm. Các sản phẩm du lịch được hình thành trên cơ sở khai thác thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, đồi chè cùng hệ thống suối, thác nước dọc sườn đông dãy Tam Đảo. Cùng với đó là các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc địa phương. Điểm du lịch cộng đồng xóm Tân Sơn được công nhận đã tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát huy hơn nữa các tiềm năng, lợi thế, đưa du lịch cộng đồng phát triển bài bản, gia tăng giá trị kinh tế cho người dân, cũng như góp phần để Thái Nguyên thực hiện đạt được mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, đồng thời trở thành trung tâm du lịch của vùng Việt Bắc. Chương trình Farm Trip liên kết phát triển bền vững du lịch nông nghiệp nông thôn tỉnh Thái Nguyên với mong muốn là Thái Nguyên quảng bá mạnh mẽ hơn nữa những sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Công ty lữ hành sẽ nối tour, nối tuyến đến với Thái Nguyên và giúp cho bà con, người dân có thể khai thác phát triển du lịch cộng đồng gắn với lại khai thác các tiềm năng về du lịch, về nông nghiệp, nông thôn để bà con sẽ hình thành và phát triển du lịch có thêm một cái nguồn thu nhập bền vững và làm cho du lịch Thái Nguyên khởi sắc. Cảnh quan thiên nhiên được quan tâm, tôn tạo, tạo nên một cái không gian cảnh quan ưu đãi, đẹp, sạch và phát triển được tất cả những cái điều kiện thuận lợi, ưu thế của Thái Nguyên để trong đối với lĩnh vực du lịch, cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn. Đoàn khảo sát đến với khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, thành phố Thái Nguyên. Nơi đây có tên là Bản làng Thái Hải, hay còn gọi là khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, ở xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Với sự mộc mạc, đậm chất văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tây, bản làng Thái Hải đã tạo sức hấp dẫn diệu kỳ, thu hút đông đảo du khách đến đây. Thái Hải cũng dần trở thành một điểm đến hấp dẫn của du lịch Thái Nguyên. Khu du lịch sinh thái Thái Hải là khu bảo tồn theo dạng nhà sàn đậm nét văn hóa các đồng bào dân tộc Tây, Nùng tại tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, các phong tục, tập quán, sinh hoạt truyền thống được giữ gần như nguyên vẹn, trở thành điểm độc đáo. Với quy mô lên tới 25 hectare, tại đây có 30 ngôi nhà sàn với tuổi đời lên tới hàng trăm năm. Điều đặc biệt là các ngôi nhà sàn ở đây đều được chuyển từ khu an toàn khu định hóa Thái Nguyên về và được phục dựng nguyên bản để giữ gìn và bảo tồn một cách tốt nhất. Khu lưu trú của làng là các nhà sàn truyền thống biệt lập, xen kẽ giữa những khu rừng bản địa, không gian thoáng mát, dễ chịu, với đầy đủ các thiết bị, tiện nghi, phục vụ cho 500 khách lưu trú. Làng nhà sàn được chia làm nhiều khu vực, gồm có khu bảo tồn, khu ẩm thực, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, tổ chức sự kiện. Tại đây, mọi thứ dường như đều rất dung dị, mộc mạc. Những ngôi nhà sàn gỗ, lợp mái lá, những vật dụng sinh hoạt cũng chủ yếu được làm từ các chất liệu tự nhiên như tre, lứa, gỗ. Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải cũng là nơi lý tưởng tham gia các hình thức du lịch trải nghiệm với nhiều hoạt động hấp dẫn cùng người dân bản địa. Bản làng Thái Hải đang gìn giữ và bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của người dân tộc Tày vùng ATK Định Hóa. Bản làng Thái Hải là một bản làng cộng đồng. Bà con trong bản làng
mọi người vẫn đang sinh sống ở đây giống như một bảo tàng sống và đón khách du lịch đến thăm và được nhìn thấy những ngôi nhà sàn có tuổi đời ngót nghét 100 năm mà bà con vẫn đang sinh sống với 3 hoặc 4 thế hệ trên những ngôi nhà sàn và bà con vẫn đang gìn giữ văn hóa Tày, gìn giữ ngôn ngữ Tày, gìn giữ những dân ca của người dân tộc Tày, ví dụ hát then đàn tính. Đoàn đến với vùng đất Tân Cương, nơi có những đồi chè xanh mướt, cái nồi tạo nên loại đặc sản vùng miền đặc sắc. Nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên chỉ khoảng 10 km, du khách có thể dễ dàng di chuyển và tìm đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những đồi chè Thái Nguyên chứ danh. Đồng thời có cơ hội thưởng thức chè ngon, mua về làm quà biếu cho gia đình, người thân. Đồi chè Thái Nguyên được xem như một địa điểm tham quan, du lịch và trải nghiệm hấp dẫn du khách gần xa. Ngoài việc đem về cho mình những bức ảnh check-in xịn sò, các thành viên trong đoàn đến đây còn có thể tìm hiểu về quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch những lá chè xanh, ẩn chứa trong đó là tình cảm nồng hậu, trìu mến của đất và người Thái. Sở hữu không gian rộng rãi và thoáng mát giữa vựa chè rộng đến 1.300 ha, đồi chè Tân Cương, Thái Nguyên mang trong mình nét đẹp thiên nhiên xanh mướt. Tại đây, đoàn đến với không gian văn hóa trà Tân Cương, còn được gọi với cái tên thân thuộc là Bảo tàng trà, tọa lạc tại xóm Voi Vàng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Nơi đây lưu giữ những tài liệu và hiện vật liên quan đến trà theo dòng chảy của lịch sử, đồng thời tôn vinh và thúc đẩy nghề trồng chè phát triển. Không gian văn hóa trà Tân Cương là một đơn vị trực thuộc của Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên. Công trình được xây dựng, khánh thành và đi vào hoạt động nhân dịp Thái Nguyên tổ chức Festival Trà Quốc tế đầu tiên năm 2011. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, đơn vị đã tổ chức sưu tầm, trưng bày các tài liệu hiện vật về chè, nét văn hóa trà, tổ chức đón tiếp các đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, sự phát triển của cây chè, cũng như nét văn hóa trà độc đáo ở Thái Nguyên. Xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên là tâm điểm của vùng đất được mệnh danh là đệ nhất xanh trà. Người dân Tân Cương không chỉ sản xuất chè mà còn biết thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế. Từ năm 2016, vùng chè đặc sản Tân Cương đã được công nhận là một điểm du lịch địa phương, mang đến cho khách tham quan nhiều trải nghiệm chân thực. Trong đó, phải kể đến các điểm như Hợp tác xã chè Hảo Đạt, Hợp tác xã chè Tâm Trà Thái, Hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên. Trải qua thời gian, điểm đến du lịch cộng đồng tại xã Tân Cương đang ngày một hấp dẫn. Các dịch vụ ngày càng hoàn thiện, phục vụ du khách tham quan. Đến đây, điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương có khá nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách như nhà hàng phục vụ ẩm thực, nhà sàn phục vụ lưu trú cộng đồng với sức chứa từ 40 đến 50 khách. Từ điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương, du khách có thể kết nối để đi thăm các điểm đến khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với bán kính chỉ 10 km trở lại. Để có một chuyến du lịch trọn vẹn và ý nghĩa, tham gia khảo sát vùng du lịch ở Thái Nguyên, tôi thấy ở đây cũng rất nhiều tiềm năng, nhưng đặc biệt ở ngoài này nó có một cái mến khách và đưa cái ngành này lên rất là tập trung từ sở, từ tất cả nhà nước quan tâm để tạo điều kiện để cho ngành du lịch Thái Nguyên phát triển, và một số địa điểm nữa thì phải nên quảng bá truyền thông để nhân dân và mọi người biết được. Tôi thấy như vậy là cũng một cái tổ chức của ở đây quá tốt rồi, từ ở trong miền Nam cũng ra mà, và mọi nơi đều đến. Đến với huyện Võ Nhai, đoàn đến dâng hương tại đỉnh Mỏ Gà, một địa điểm văn hóa tâm linh tại địa phương, và thăm khu trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sản tại đây. Đến với điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà, ngoài được ngắm phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, tận hưởng không khí trong lành tại những ngôi nhà sàn thoáng đãng, đoàn khảo sát còn được thưởng thức các món ăn mang hương vị núi rừng, được người dân chế biến theo văn hóa ẩm thực địa phương. Điều đó tạo sức hấp dẫn cho du khách mỗi khi đặt chân tới đây. Tại đây, đoàn tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống của cộng đồng đồng bào dân tộc Tày: bắn nỏ, bịt mắt đập niêu, giã làm bánh dày. Tự tay hoàn thiện sản phẩm bánh dày dân tộc Tày giúp đoàn khảo sát hiểu hơn về những nét văn hóa độc đáo của đồng bào nơi đây. Điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà
được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên công nhận năm 2021. Thì đối với lại điểm du lịch cộng đồng thì trong những cái năm gần đây hoạt động du lịch thì đối với bà con nhân dân thì đã được bà con nhân dân ủng hộ rất là lớn, và cái tiềm năng du lịch thì đối với điểm du lịch thì cũng rất là thuận lợi. Đấy, về con người, về các cái vùng trồng cây ăn quả, rồi là về vị trí địa lý thì có những cái mà được thiên nhiên ban tặng rất là thuận lợi cho cái các cái hoạt động du lịch, đặc biệt là đối với lại cái điểm du lịch cộng đồng Mỏ Và thì bà con nhân dân cũng rất là mến khách. Và đối với lại điểm thì các cái hoạt động thì trong cái thời gian gần đây thì bà con hoạt động thì cũng đã có cái sự rất là chuyên nghiệp, gần gũi, và được khách du lịch khi mà đã đến với điểm du lịch thì cũng rất là hài lòng. Tại đây, đoàn cũng khảo sát một số cơ sở lưu trú, các homestay trên địa bàn Mỏ Gà, qua đó đóng góp ý kiến để xây dựng cho các cơ sở lưu trú ở đây ngày càng tốt hơn, nhằm thu hút nhiều du khách hơn đến đây để trải nghiệm mô hình du lịch nông nghiệp một cách tối ưu, xây dựng được mô hình lưu trú chuẩn cho cả địa bàn.